tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ nên bé Bảo Ngọc luôn có mẹ đồng hành. Theo một số hình ảnh thì có thể thấy mẹ của Hoa Khôi Nhí Cần Thơ vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Ngoài tài năng nghệ thuật của mình thì Lê Huỳnh Bảo Ngọc được khán giả chú ý đến nhiều khi sở hữu ngoại hình xinh xắn. Dân mạng còn ưu ái gọi Bảo Ngọc với cái tên tiểu mỹ nhân khi sở hữu vẻ đẹp nổi trội từ nhỏ. Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, cô bé thường đăng tải những hình ảnh chụp cùng các hoa hậu. Chính vì thế mà rất nhiều người cũng dự đoán vui rằng em sẽ trở thành hoa hậu tương lai. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhiều netizen đặt ra nghi vấn không biết Bảo Ngọc giống ai trong gia đình. Sau này, qua một vài bức hình chụp với mẹ của mình thì ai nấy đều khẳng định gen xinh đẹp này chắc chắn lấy từ mẹ rồi. Một số khán giả để lại bình luận như: mẹ sinh vậy bảo sao con sinh ra cũng đẹp, cô con gái nhìn như hoa hậu nhí, nhan sắc kém gì hot girl Việt. Được biết, mẹ của bé Bảo Ngọc là chị Trần Kiều Oanh. Mỗi lần xuất hiện cùng con gái chị đều chiếm spotlight. Vẻ đẹp của chị Oanh được nhận xét là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đậm nét Á Đông, làn da thì mịn màng, căng bóng. Phong cách thời trang thì đa dạng, lối trang điểm thì nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng và cuốn hút. Hai mẹ con cách nhau nhiều tuổi nhưng chẳng khác gì hai chị em. Thậm chí, Bảo Ngọc còn gọi chị Oanh là chị bạn thân. Được biết, để có được những thành công như ngày hôm nay, Bảo Ngọc đã phải cảm ơn đến sự hậu thuẫn của mẹ vì chính mẹ là người đã đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Bảo Ngọc được hoạt động trong môi trường nghệ thuật một cách thoải mái nhất. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn hé lộ về sự nghiêm khắc của mẹ dành cho mình. Theo cô bé, dù bản thân nổi tiếng sớm nhưng mẹ vẫn dạy em phải giữ đủ lễ nghĩa và sự lễ phép trong giao tiếp. Đặc biệt, chị Kiều Oanh không bao giờ để con gái lơ là việc học tập. Từ hồi trước đến giờ tôi với bé không chia sẻ chuyện riêng tư gì với báo chí cả, vì hiện tại Bảo Ngọc không có gì để chia sẻ. Bé Ngọc đi học là chủ yếu, chỉ khi nào nghỉ hè, rảnh rảnh thì mới hoạt động nghệ thuật. Ở hiện tại, tôi tập trung cho con đi học, mẹ Bảo Ngọc tâm sự. Sau bao nỗ lực, với sự quản lý của mẹ, Bảo Ngọc còn tậu được nhà. Đạt được thành công như hiện tại, Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn đến mẹ. Cô bé viết, con cảm ơn mẹ đã dành hết tuổi thanh xuân cho con. Trước đó, mẹ Bảo Ngọc dù rất ít khi chia sẻ về hành trình cố gắng của con nhưng khi hai mẹ con đã đạt được một cột mốc lớn, mua được nhà ở thành phố. Chị Kiều Oanh từng bộc bạch, hai mẹ con xa quê lên Sài Gòn được gần 6 năm, đã 3 lần ở nhà trọ, đến lần thứ 4 này đã được ở chung cư. Hai mẹ con mong khi sang nhà mới rộng rãi, hai mẹ con sẽ thoải mái hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp và làm được nhiều điều có ích cho gia đình, mọi người. Ngoài mẹ ruột là chị Oanh thì bé Bảo Ngọc còn có mẹ nuôi là bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Cả hai mẹ con thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong cuộc sống đời thường lẫn các chương trình sắc đẹp. Mẹ nuôi còn nhiều lần ưu ái để Bảo Ngọc đứng giữa dàn hoa hậu nổi tiếng, xuống tóc, khóc ngày 7 tiếng khi con gái bị công kích. Thời gian qua, Bảo Ngọc đối diện với nhiều lời chỉ trích của dân mạng. Nguyên nhân được bắt nguồn từ đoạn video kể về thời gian làm việc chung với một bạn diễn viên nhí của một nữ YouTuber nổi tiếng. Trong video, nữ YouTuber chỉ trích nữ diễn viên nhí này đã có những hành động và thái độ ứng xử không tốt. Dù không tiết lộ tên của đối phương, nhưng nhiều người đều cho rằng đó là Bảo Ngọc và bắt đầu tấn công cô bé bằng rất nhiều cách thức khác nhau. Sau đó, vào ngày 15 tháng 11, phía Bảo Ngọc đăng tải clip phản hồi về ồn ào trên kênh TikTok sở hữu 2,9 triệu lượt theo dõi. Trong video, người đại diện của diễn viên sinh năm 2008 cho biết vì từng đóng phim chung với nữ YouTuber nên sao nhí bị nhiều người công kích sau vụ việc. Tôi khẳng định những video đó không liên quan đến Bảo Ngọc và mẹ của bé, người đại diện cho biết. Phía Bảo Ngọc còn tuyên bố sẵn sàng đối chất, tôi đề nghị cô dừng ngay hành động này lại bởi vì nó không tốt. Dù sao cũng là người lớn, đi quay video nói một đứa trẻ con mà không chính diện như vậy thì không đẹp chút nào. Mới đây, trước tình trạng đáng lo ngại của Bảo Ngọc, anh trai cô bé đã phải lên tiếng bảo vệ em gái khi mọi chuyện đang có chiều hướng đi quá xa. Về phía mẹ ruột Bảo Ngọc, bà Trần Kiều Oanh, mẹ Bảo Ngọc cho hay bản thân bà không thể tin được khi chứng kiến những cuộc tấn công diện rộng dồn dập ập tới với gia đình. Không chỉ trên mạng xã hội, mẹ con bà bị kỳ thị, tấn công ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cách đây không lâu, mẹ cô đã xuống tóc, tôi và con đang chịu cú sốc lớn, không ăn ngủ hơn một tháng nay. Hai đứa con tôi đều tạm nghỉ học, không dám ra ngoài. Ngày 8 tiếng, hai mẹ con khóc tới 7 tiếng. Khi ấy, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc.